Xin chào mấy bà đang nghe câu chuyện của tôi nha. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trang, không phải là Trang nha mọi người. Ở nhà ba mẹ hay gọi tôi là Trang Bông. Vì tôi sở hữu một mái tóc xù tự nhiên từ hồi còn trong bụng mẹ kia. Mà lạ lắm, nhà tôi từ ba mẹ, ông bà, các cụ đều không ai có tóc xù hết á. Vì vậy, từ bé đến lớn, tôi cứ bị mọi người trêu chọc vì mái tóc của mình. Cũng vì thế mà tôi tự ti và ghét nó dữ lắm. Tôi cũng từng đi duỗi mà sau một thời gian thì đâu lại vào đấy. Thậm chí nó còn xăng và xù hơn lúc ban đầu nữa. Khi ấy tôi hãi lắm, tôi sợ đã xấu rồi còn xấu hơn. Nên cũng ngậm ngùi chấp nhận mái tóc này vậy. Để vớt vát cho cái nhìn bề ngoài trông chẳng ra sao, thì tôi lại rất đầu tư vào khoản chăm sóc tóc và xiên gội đầu. Vì vậy tóc tôi luôn thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Tôi nhớ khi ấy là năm cuối đại học, tôi thì ngoài cái tóc hơi lộn xộn ra thì mặt mũi cũng dễ thương nên cũng hay tham gia văn nghệ của trường. Lớp chuyên ngành của tôi thì như là nữ nhi quốc vẽ, mà khổ nổi tiết mục của khoa chọn lại cần có cả đủ nam và nữ. Nên lần diễn văn nghệ này lớp tôi phải kết hợp với một lớp khác gồm 5 nam 5 nữ thì mới biểu diễn được. Mặc dù tôi trong đội văn nghệ nhưng lại khá trầm tính và ít nói. Các bạn nữ trong đội ai cũng cao ráo, làm tôi 1m58 mà chẳng hiểu sao lại thấp nhất đội. Sau khi gặp mặt và bàn bạc thì tôi được phân công múi đôi với bạn nam hướng ngoại nhất nhóm nam, cao 1m8 để cân bằng năng lượng á mà. Trong một tháng tập luyện cùng nhau, bạn ấy cứ tưng tửng không nghiêm túc và đặc biệt là rất hay trêu chọc tôi, làm tôi tức điên. Bạn còn suốt ngày vò đầu tôi, làm cho mấy sợi mì tôm trên đầu tôi đã không được ngay ngắn, nay còn chạy búa lua xua. Trong tiết mục thì có một đoạn bạn phải đứng phía sau tôi, mà bạn nào có chịu yên vị đâu. Mỗi lần tới đoạn đó, bạn ấy đều dí cánh tay lên đầu tôi để tựa đầu vào nghỉ ngơi. Mà tôi hiền, chứ cũng biết cấu nha. Tôi hay hất tay bạn ra mà nói chứ, mỗi lần làm vậy tôi mất sức ghê gớm. Mặt tôi đỏ tía, còn bạn ấy thì cứ nhơn nhởn, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho ánh nhìn lườm nguýt của tôi. Mặc dù bị bạn ấy trêu chọc, nhưng tôi không có ghét bạn đâu. Ngoài cái khoản hay làm tôi tức ra, thì bạn ấy rất tốt với tôi. Mỗi khi kết thúc buổi tập, bạn ấy hay gọi nhỏ tôi ra một góc, rồi bẽn lẽn dúi cho tôi một viên kẹo. Mỗi lần như vậy, bạn ấy đều đỏ mặt và bảo với tôi rằng: "Chàng cầm lấy đi, đừng có hiểu lầm, trong đội ai tới cũng cho đó." Tôi không có được tin ý, nhưng nghe là biết xạo liền. Sau đó, cậu ấy sờ lấy mái tóc xù của tôi mà bạo lực lắm ý, rồi bỏ chạy mất tiêu. Dù đã nhiều lần như vậy, nhưng lần nào tôi cũng thấy vui lắm, vì đây có lẽ là người con trai đầu tiên đối xử với tôi như vậy. Bạn ấy làm tôi có chút xao xuyến đó. Rồi sau đó tiết mục cũng diễn ra tốt đẹp, và tối đó đội văn nghệ quyết định đi ăn mừng. Bạn nam diễn cùng tôi hôm đó lạ lắm, trầm tính hẳn ra và cũng không còn đùa cợt như bình thường nữa. Cả nhóm tôi hẹn nhau trước cổng trường và quyết định di chuyển bằng buýt. Khi đang đứng ở trạm thì trời đột nhiên mưa nặng hạt, may sao trạm có mái che, không là tụi tôi ướt như chuột lột rồi. Cả chục con người cao lớn đứng trú mưa dưới cái mái che có hạn, nên ai cũng đứng xích vào nhau để không bị ướt. Mọi người nói chuyện rôm rã lắm, mà tôi thì ít nói, tôi tập trung xem điện thoại, nhưng lâu lâu cũng ngước lên góp vui vài ba câu. Một lúc sau thì tôi dường như bị tách khỏi câu chuyện, đứng lủi thủi một mình một góc, đang cắm cúi xem điện thoại. Thì tôi cảm giác có gì đó lạ lạ trên đầu, như ai đó đang đứng đằng sau vậy. Tôi quay đầu lại kiểm tra, thì một sự cố ngại ngùng ập đến là bạn nam đó, mặt tôi và mặt bạn sát nhau. Tôi đoán chắc chỉ còn 5cm nữa là môi chạm môi luôn á. Tụi tôi va phải ánh mắt nhau, vì khoảng cách quá gần làm tôi có thể cảm nhận thấy sự ngại ngùng của bạn. Mặt bạn đỏ bừng và hơi thở thì bắt đầu dồn dập hơn. Tôi cũng ngại không kém và còn ngại hơn nữa khi bầu không khí bên cạnh đột nhiên im lặng. Đúng vậy, mọi người không còn tám chuyện nữa. Hai đứa tôi bốn mắt nhìn nhau, còn tám đôi mắt kia đang nhìn tụi tôi chằm chằm, vừa sững sờ vừa lúng túng vì bắt gặp cảnh tượng phát cơm chó. Trong cơn hoảng loạn, tôi bất giác lùi ra xa, đang định nói gì đó cho xua tan sự ngại ngùng, thì bạn nam đã gãi đầu gãi tai, mặt mũi đỏ bừng, ấp úng nói: "Xin lỗi Trang nha, tại tóc Trang thơm quá, tôi sợ sau này Trang không đồng ý nên mới thế này." Bạn vừa dứt lời, mặt tôi đã được tra kiểu khó hiểu. Ủa là sao ba? Đồng ý cái gì? Chắc bạn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi nên ngại quá cúi mặt lùi ra sau. Mấy bạn khác thì cười hi hí và còn quắn quếu trước cảnh đó nữa. Trong suốt bữa tiệc tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi cũng chẳng biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Mà bây giờ cứ bắt gặp ánh mắt của bạn là tôi tự động né tránh. Tôi cứ nhớ lại khuôn mặt của bạn lúc sát gần tôi rồi tự nhiên đỏ mặt. Ôi, có lẽ là tôi đã yêu rồi sao? Tôi cứ như vậy suốt cả buổi tiệc. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đến lúc mọi người lần lượt gọi xe về hết thì chỉ còn mỗi tôi và bạn. Má ơi, tôi ngại lắm luôn.
Trong đầu tôi chỉ niệm mỗi câu thần chú. Xe đến nhanh đi xe làm ơn cứu tôi ra khỏi sự ngại ngùng này. Đột nhiên sau đó một bàn tay to lớn túm lấy tôi rồi kéo tôi vô một cái hẻm gần đó. Trời má, tôi hoảng loạn mọi người ạ. Lúc tôi ngước lên thì thấy lại là cậu ấy. Giọng tôi hằng học. Cậu làm gì vậy? Bạn ấy ái ngại trả lời. Tôi có chuyện này cần phải Trang biết. Cậu nghe tôi nói nha. Người con trai cao lớn mà giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng làm tôi có chút rung động. Tôi thật lòng muốn nghe cậu ấy nói. Ừ, cậu nói đi. Tôi bình tĩnh trả lời, mà tôi biết chắc cậu ấy định nói gì rồi. Vì chuyện tình cảm thật lòng khó giấu lắm mọi người ạ. Tôi có chút mong đợi lời thổ lộ của cậu ấy. Một tháng qua được luyện tập với Trang rất vui. Trang biết không, ngay từ đầu tớ gặp cậu trong đội, tớ đã thích cậu rồi. Xong tớ còn ép buộc mấy đứa kia cho tớ được chung cặp với Trang đó. Cậu ấy chậm rãi thừa nhận. Tôi nhìn vô mắt cậu ấy và chăm chú lắng nghe. Tôi bất giác nghĩ, ôi, tôi không ngờ cậu quả là một người đàn ông tâm cơ đó nha. Cậu ấy tiếp tục nói, Trang có mái tóc rất đặc biệt. Nó thơm lắm, mỗi lần đứng sau Trang là tớ không kiềm chế được mà cúi người xuống ngửi. Khi nãy cũng vậy á, tớ chỉ định đứng gần Trang thôi, mà không ngờ mùi tóc Trang thoang thoảng đến chỗ tớ, rồi tớ vô thức như lúc tập đi lại ngửi. Cậu ấy cười bất lực, sau đó giọng cậu ấy mạnh dạn hơn. Trang ơi, tớ thật sự rất thích cậu, đồng ý làm người yêu tớ nha. Tôi cúi mặt im lặng và cậu ấy cũng im lặng nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy sự hồi hộp mong chờ của cậu. Rồi đột nhiên tôi mỉm cười, quay lên nhìn cậu ấy, rồi gật đầu đồng ý. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của cậu ấy khi ấy như bừng sáng vậy. Cậu cười vui lắm. Sau đó cậu nắm tay dắt tôi đi ra. Tôi hủy chuyến xe đang đến và cậu ấy đặt ô tô đưa tôi về. Về đến nhà mà tôi sung sướng vãi chưởng. Tôi không ngừng cảm ơn mái tóc xù này đã giúp tôi thoát kiếp FA. Hiện tại anh ấy vẫn giữ thói quen gửi tóc tôi. Hai đứa tôi rất hợp. Anh ấy rất cưng chiều tôi. Tụi tôi bên nhau cũng đã 2 năm rồi. Và tháng sau tụi tôi quyết định lên xe hoa cùng nhau. Mọi người bảo tôi còn trẻ mà đã cưới xin rồi. Nhưng cả hai đứa tôi đều đã bàn bạc rõ với nhau. Tụi tôi quyết định thành gia rồi mới lập nghiệp. Đây là câu nói của mẹ. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Mẹ mình là người rất không lịch sự. Ngày trước bà luôn cố gắng để mình ở trong tầm mắt, luôn cố gắng kiểm soát mình chỉ vì với mấy lý do như sợ mình không lo học, sợ mình yêu đương sớm. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đúng vậy, tình yêu của mẹ thì mình có thể cảm nhận được. Nhưng mà mẹ ơi, con cũng cần có không gian riêng tư, cũng cần có những lúc muốn ở nhà một mình. Ba mình mất khi mình còn bé, mình chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi. Mẹ vừa làm ba, vừa làm mẹ, thế nên mình cũng rất hiểu nỗi vất vả của bà. Nhà mình có 2 phòng ngủ, mình một phòng và mẹ mình một phòng. Phòng mình thì cũng nhỏ thôi, vừa đủ cái giường đơn, một bàn học và tủ đựng đồ bé xinh. Mình biết là mẹ đã làm việc rất chăm chỉ để cho mình những thứ dù là nhỏ bé nhất với nhiều người, nhưng với mình đó là mảnh ghép không thể thay thế trong cuộc sống. Nhưng mình đã nói từ đầu, mẹ mình luôn muốn thấy mình mọi lúc mọi nơi. Bà thương mình rất nhiều, đến nỗi mà làm mình thấy bất an. Vì vậy mà phòng mình không có khóa, mình cảm giác không an toàn khi thay đồ và lúc đi ngủ. Nhiều lúc ban đêm mình ngủ mình bị giật mình vì cảm giác rằng sẽ có ai vô bất chợt. Làm gì thì mình cũng không biết. Mình đã cố gắng nói và giải thích cho mẹ về sự riêng tư và nỗi bất an của mình. Nhưng khi đó mình mới học cấp 2 thôi. Mẹ chỉ coi mình là một đứa con nít học đòi riêng tư. Mẹ nói, trẻ con biết gì mà đòi này đòi nọ. Mẹ làm như vậy là muốn nhìn con gái mẹ mọi lúc có thể. Và giờ lần nào cũng vậy. Mình đã nói rất nhiều lần nhưng mẹ đều không quan tâm. Làm mình lúc đó cảm thấy ghét bản thân chỉ vì là một đứa con nít không có tiếng nói. Mẹ mình rất hay lục cặp của mình. Mỗi lần đi học về, sau khi hỏi mình đi học có vui không, mẹ sẽ vô phòng mở cặp mình ra để kiểm tra gì gì đó. Đã nhiều lần mình thắc mắc mẹ tìm kiếm gì trong đó, trong khi cặp mình chẳng có gì ngoài sách vở cả. Và thật là không may, trong một lần cũng như thường lệ, mẹ đã lục ra bức thư của một bạn nam lớp bên gửi cho mình. Khi đó mình vừa về nhà, đang chuẩn bị quần áo đi tắm thì mẹ đột nhiên hét lớn, giọng rất tức giận, làm mình bị giật mình. Con kia, mày đi học kiểu gì? Mày nói đi, đây là cái gì? Mẹ khi đó trông rất đáng sợ. Em chưa từng nhìn thấy mẹ tức giận như vậy nói với em, nên em bị sững sờ, bỏ quần áo trên tay xuống chạy lại xem. Bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng:
gửi Hương lớp bên và còn kèm một trái tim màu đỏ. Em lúc đó hơi bất ngờ nhưng đang định mở lời giải thích thì mẹ lại xé toạc bức thư trước mặt em, rồi dần dần xé nhỏ hơn nữa. Sau khi vụn giấy rơi đầy trên bàn thì mẹ mới bắt đầu trách mắng. Tao đã nói với mày là sao? Tao đi làm cực khổ cho mày tiền ăn học chứ không phải làm ba cái trò yêu đương này. Mai mày lên trường với tao, tao muốn gặp giáo viên của mày. Mình ngỡ ngàng, nhưng vì không muốn chuyện bé xé ra to nên đã hết lòng giải thích rằng con không biết bức thư ở trong cặp, rằng con không có biết bạn đó hay yêu đương gì cả. Nhưng mẹ có vẻ không muốn nghe. Cả lời nói lẫn hành động của bà đều như buộc tội mình vậy. Bà quát lớn, tao không cần biết mày làm gì. Dù gì, mai tao cũng đi lên trường với mày gặp mặt thằng đấy. Vì mình không muốn là tâm điểm chú ý của cả lớp vào ngày mai nên đã đi lại chỗ mẹ và năn nỉ. Mẹ ơi, con không có mà. Con sẽ nói với cô, mẹ không cần lên trường đâu, con sẽ tự giải quyết chuyện này. Mẹ tin con đi mẹ. Mẹ lừa mình, con nít con nuôi như mày thì giải quyết cái gì. Tao chỉ bảo mày đi học thôi, giờ mày coi mày làm cái trò gì rồi. Mình hết lời nói với mẹ và mẹ vẫn kiên nhẫn, nói là mình hư đốn, con gái không nên thân. Lúc đó mình tổn thương cực kỳ nên đã ngồi bệt ra sàn cúi mặt khóc. Nhớ hôm đó mình khóc lóc cả tối, nhưng mẹ không dỗ dành mình như thường ngày. Có lẽ mẹ đã quá tức giận rồi, nhưng mà mình cảm thấy chuyện này không phải là lỗi của mình. Sáng hôm sau, mẹ vô phòng mình, bảo mình nhanh chóng dậy và đi lên trường. Nhớ khi đó, mắt mình sưng húp và còn đỏ ửng, nhưng mẹ dường như không quan tâm. Mình mệt mỏi nhưng mà vẫn cố gắng đi cùng mẹ. Đến nơi, mẹ đi thẳng đến lớp và nói muốn gặp cô chủ nhiệm. Cô dẫn mình và mẹ vào phòng riêng. Sau đó, mẹ nói hết tất cả những chuyện hôm qua với sự giận dữ. Cô nhìn thấy mình buồn nên cũng khuyên nhủ mẹ là sẽ gặp riêng bọn nam kia và nói chuyện rõ ràng, nhưng mẹ không đồng ý. Cô cũng đã giải thích hết lời rằng chỉ có trò đùa thôi, nhưng mẹ vẫn quyết liệt gặp bạn nam đó, nếu không mẹ sẽ lên ban giám hiệu. Cô vì không muốn chuyện ồn ào thêm nữa nên đành bất lực gọi bạn lên. Bạn đó vừa lên thì mẹ mình đã phi đến chửi một tràng toàn những từ ngữ nặng nề, rằng bạn đó sẽ phá hủy tương lai của mình, rằng ta chỉ có đúng một đứa con gái mà mày cũng muốn cướp à? Và còn nhiều hơn thế nữa. Bạn đó có vẻ thấy được nỗi buồn của mình và sự giận dữ của mẹ nên cũng không nói gì ngoài xin lỗi. Nhưng mẹ vẫn không ngừng lại. Lúc này khi mình đã nghe quá đủ rồi, quá mệt mỏi rồi, trong tiếng la mắng của mẹ, mình đã bật khóc rất lớn. Nỗi ất ức của mình tuôn trào. Lúc này căn phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc bất lực. Cô chủ nhiệm thấy vậy thì nói với mẹ là đủ rồi, đề nghị mẹ ra về và đưa mình và bạn về lớp. Mẹ có vẻ đã thỏa mãn cơn giận. Cùng với việc thấy tình trạng của mình thì chỉ nhắc nhở cô và đồng ý ra về. Trên đường về lớp, cô an ủi mình và bạn, liên tục động viên. Khi được một đoạn thì mình cũng nín khóc và nhìn bạn nam thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau đó, mình đã gọi bạn và xin lỗi, nhưng bạn có vẻ không trách cứ mà còn cười rồi còn bảo đó là lỗi của bạn nữa. Bạn như vậy làm mình thấy có lỗi hơn nữa, dù trong chuyện này không có ai sai cả. Nhưng dù sao, bản thân mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Một thời gian sau, mọi chuyện cũng ổn hơn, nhưng mẹ vẫn như vậy, vẫn lục lọi đồ. Mình thì sau chuyện đó cũng không thèm để ý nữa. Mình cũng ít nói chuyện với mẹ hơn, vì vốn mẹ sẽ chẳng muốn nghe lời nói của một đứa con nít. Sau này lên cấp 3, mẹ mua cho mình một chiếc điện thoại mới như là quà cho việc thi đậu ở trường công. Mình thì cũng không vui vẻ gì. Sau đó mẹ rất hay lấy điện thoại để kiểm tra cuộc gọi hay tin nhắn cá nhân. Chắc phải sau một thời gian nữa, mẹ mới nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình. Có một hôm đang ăn cơm thì mẹ nói, sao đi học dạo này không vui hả? Sao đi học dạo này không vui? Sao mẹ chẳng thấy con kể gì hết vậy? Mình nghe chỉ biết cười trừ đáp, cũng bình thường thôi mẹ. Mẹ mình đúng là quá vô tâm rồi. Mẹ không cho mình có không gian riêng và luôn muốn chiếm dụng nó với lý do là vì quan tâm mình. Cho đến tận bây giờ, mình cũng không còn tâm sự gì với mẹ nữa. Có khó khăn cực nhọc thì mình cũng thà chịu một mình hoặc tâm sự với người lạ, chứ không phải là mẹ. Chắc giờ mẹ cũng đã biết những thứ mà con muốn giấu đi rồi. Mẹ trách con sao không nói cho mẹ nghe. Nhưng mà mẹ có nghĩ là mẹ thật sự muốn nghe không? Sống cùng em chồng còn khổ hơn với mẹ chồng mọi người ạ.
Nhưng với người có tính cách hiền lành như mình thì nhẫn nhịn chờ cơ hội để nói ra khúc mắc trong lòng vẫn hơn là cãi cọ mỗi ngày. Như thế gia đình cũng được ấm êm. Mình kết hôn được 2 năm và sống chung với cả nhà chồng. Cách đây hơn 1 năm thì Quỳnh Anh, cô em chồng cũng lên xe hoa, chấm dứt chuỗi ngày khá ác mộng của mình. Trong khi bố mẹ chồng dễ tính và yêu thương con dâu bao nhiêu thì Quỳnh Anh lại đành hanh bấy nhiêu. Lúc nào cô em chồng cũng xúi mẹ phải thử thách, phải dạy dỗ mình. Thậm chí khi bà đã gạt đi, Quỳnh Anh lại tự mình hành động. Em cho mình cái quyền hạch sách hạnh huệ với chị dâu. Ban đầu mình là dâu mới nên cũng ngại va chạm. Mình nhẫn nhịn hết mọi chiêu trò của cô em chồng. Thậm chí việc Quỳnh Anh luôn nói xấu mình với mẹ chồng, mình cũng không giải thích. Chỉ âm thầm làm tốt mọi việc, chăm sóc mọi người chu đáo. Thật may bố mẹ và chồng đều hiểu. Tuy nhiên thời gian mình mang bầu, Quỳnh Anh vẫn không buông tha. Không hiểu vì lý do gì, nhưng em luôn ngỏ ý ngờ vực. Có lần ngay trong bữa ăn, em chồng bỗng nói bóng gió: thời buổi này biết thế nào, cứ phải sinh ra rồi đi xét nghiệm ADN mới biết bố mẹ ạ. Hội bạn của con có đứa. Rồi tới khi mình nằm ổ, cũng là lúc Quỳnh Anh chuẩn bị kết hôn. Mẹ chồng thì luôn chân luôn tay vì mọi chuyện trong nhà. Khi xưa con dâu làm, giờ đều một tay bà đảm đương. Thế là Quỳnh Anh hậm hực, xa bì. Cô em chồng trách mẹ chỉ quan tâm chị dâu và cháu nội. Có lần, Quỳnh Anh đi làm về đúng giờ cơm, thấy mẹ đang lúi húi kho lại nồi canh chân giò, đảo lại ít tôm rang. Khi biết đó là cơm cử cho Thu, Quỳnh Anh đã tru tréo lên: sao mẹ phải khổ thế nhỉ? Nấu cơm cử cho chị dâu thì qua quýt được rồi. Bao giờ con gái mẹ ở cử mới làm cầu kỳ chứ? Mà con sắp cưới rồi đó, mẹ chả lo gì cho con, chỉ quan tâm cháu nội thôi. Mình nằm trong phòng riêng mà nghe rõ cái giọng the thé của Quỳnh Anh. Bảo không tủi thân thì dối lòng. Lúc đó mới sinh nên tâm lý cũng nhạy cảm nữa. Mình rơi nước mắt. Nhưng mình cũng chẳng phải người thích đôi co, nên không có ý định nhảy bổ ra tranh cãi. Mình tin rằng tới khi nó lấy chồng thì sẽ tự hiểu. Và mình vẫn nhẫn nhịn chờ cơ hội để giải tỏa khúc mắc với Quỳnh Anh. Thời gian trôi qua tới lúc mà Quỳnh Anh kết hôn và bầu bí. Cô em rất hay về ngoại và kêu than về cuộc sống hôn nhân, chê bai mẹ chồng, nói xấu cả họ hàng nhà chồng. Những lần ấy mình chỉ nghe chứ chẳng nói gì. Chỉ có bố mẹ và chồng mình khuyên can hay nhẫn nhịn. Phải tận khi Quỳnh Anh sinh con, mình lần đầu đưa ra lời khuyên cho cô em chồng. Đợt đó Quỳnh Anh vừa tròn tháng nên về ngoại tỉnh dưỡng. Mỗi ngày mình đều làm một món bổ dưỡng làm món chính cho Quỳnh Anh. Nó ăn hợp miệng, lại thấy chị dâu có tâm nên chẳng kêu ca gì. Tuy không khen nhưng nó cũng nói trong bữa ăn rằng về bên này được ăn ngon, chứ ở kia thích ăn gì chẳng dám nói. Nhiều khi mẹ chồng cho ăn mãi một món chán bà sợ, rồi bà cũng không chu đáo. Quỳnh Anh chê nhà chồng và khen cơm cửu của mình nấu. Lúc này mình mới nhỏ nhẹ bảo, dù sao em cũng đâu có gặp phải em chồng xúi mẹ nấu cơm sơ sài cho chị dâu thôi là được, đúng không? Em nhỏ tuổi hơn nên hồi đó chị không trách, nhưng em lấy chồng rồi cũng thấy đôi khi cuộc sống đâu có như ý mình. Thật ra hồi đó em nói gì với mẹ chị nghe hết, chị cũng có tuổi thân chứ, gái đẻ nằm một chỗ, nghe những lời như vậy ai mà vui cho nổi. Với chị thì bà đẻ nào cũng đáng được cảm thông yêu thương em ạ. Nghe xong cô em chồng có vẻ sững người, sau đó nó cũng lý nhí xin lỗi, do ngày xưa bồng bột nên mới thế. Bây giờ nó đã hiểu lúc đó mình quá quát ra sao. Mình thì cười bảo bỏ qua, bây giờ chị em trong nhà biết thương nhau là được. Người ngoài nhìn vào luôn cho rằng gia đình mình rất hạnh phúc, đầm ấm, ba đứa con ngoan và đẹp như tranh vẽ. Nhưng chỉ có người bên trong mới biết tình cảnh của gia đình mình. Một ngôi nhà sắp vỡ nát, chỉ cần một ngọn gió thổi qua là mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dưới mình là hai em Kim và Hiếu. Bố mình không thích Kim, bố mình bảo chỉ thương mình và Hiếu thôi. Ngày xưa khi mẹ mang thai Kim, bố đã nói với mình, nó không phải là em con, mẹ con đi với trai. Mình đã lờ mờ hiểu được sự thật xấu xí mà người lớn che giấu. Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ, mình nhớ mẹ đã quỳ xuống chân bố, khóc lóc, cầu xin ông tha cho mẹ và đứa bé trong bụng. Vì quá yêu mẹ, bố chấp nhận là người đổ vỏ. Tuy nhiên, ông luôn né tránh và có thái độ chán ghét Kim. Con bé không hiểu nội tình, nhưng nó biết bố ghét nó. Bằng chứng là mỗi lần bố đi công tác về, bố chỉ mua đúng 2 suất quà cho mình và em Hiếu. Niềm vui nhỏ bé của nó là được nhìn hai chúng mình bóc từng lớp giấy gói quà và cười theo chị và em trai của nó. Hết mỗi năm học, nó là đứa có thành tích ít nhất trong 3 đứa. Thấy bố dẫn Hiếu và mình đi chọn quần áo mới, Kim nghĩ đó chính là lý do nó bị đối xử như vậy. Về đến nhà, lần nào mình cũng được Kim đón chào. Con bé thèm thuồng sờ vào những hình thù trên chiếc áo mới. Mình từng tự hỏi, không biết nó có suy nghĩ ghen tị hay tủi thân không? Mẹ mình đối xử với 3 đứa công bằng hơn. Mỗi bữa ăn hành động quen thuộc của bà là chia những miếng thịt rán vào bát đám con. Miếng to mẹ cho chị Huyền, miếng nạc này cho em Kim. Em Hiếu thích ăn mềm thì mẹ cho miếng này.
Những ngày bố có nhà, mẹ mình dường như sợ ông. Mẹ không dám chia như thế, đành để cho đứa nào ăn, đứa nấy gấp. Kim là đứa hiểu chuyện. Trước con mắt nghiêm khắc của bố, nó chỉ dám gấp rau, chỉ được miếng thịt khi Hiếu cắn dở, tùy tiện cho vào bát Kim, người ngồi ngay bên cạnh nó trên bàn ăn. Cùng một lỗi, nếu mình và thằng em Út gây ra, bố có thể tức, nhưng cũng có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Kim mà phạm phải là kiểu gì cũng bị bố chửi toáng lên. Con Kim đâu? Mày con nhà ai mà ngu ngốc quá vậy? Lần sau tái phạm thì đừng trách bố. Kim nghe bố chửi, nước mắt lưng tròng, nó trùm chăn kín mít nằm trên giường. Người nó run lên vì sợ. Trong lời nói của bố có một ẩn ý sâu xa. Thời gian qua đi, ba đứa mình trưởng thành. Mình đã được học bổng đi du học thạc sĩ bên trời Âu và lập gia đình bên đó. Mình chỉ về nhà được đúng hai dịp hè và Tết. Hiếu là kỹ sư, lấy một cô vợ nhà có chức có quyền. Kim vẫn là đứa yếu thế nhất. Chồng nó là một anh thợ sửa xe. Lương hai vợ chồng ở mức thấp, sống với hai đứa con ắt hẳn không mấy dư giả. Bố mình vẫn giữ nguyên thành kiến. Bố bảo Huyền và Hiếu sinh ra đã mệnh sướng, cái Kim làm sao sánh bằng. Mẹ mình im lặng thở dài. Bà biết việc chấp nhận Kim ở trong cái nhà này đã là sự trọng lượng hết mực của bố. Chính bà mới là người gây ra mọi lỗi lầm này. Rồi bão tố ập xuống, bố mình bị bệnh rất nặng, cần có người hiến gan cho ông. Mình bận dự án không về Việt Nam được, niềm hy vọng chuyển cho Hiếu. Ban đầu Hiếu đồng ý, nhưng vợ Hiếu biết chuyện. Cô vợ khóc lên khóc xuống, ngăn cản chồng không được hiến cho bố. Nào là sức khỏe suy giảm, nào là em là đứa con gái duy nhất trong nhà, anh bị làm sao em không sống nổi. Cô vợ trẻ con tuyên truyền những nguy cơ và mối lo vào đầu Hiếu. Thêm ông bố vợ quyền lực nói, còn hỏi bệnh viện còn ai có khả năng không? Hai đứa còn trẻ, chưa có con, thử hỏi sau đó sức khỏe con suy giảm, thì Thủy nó biết làm sao con? Hiếu nghe lời thật, gọi điện thoại cho mẹ, nó run rẩy. Liệu bố có chờ được không ạ? Mẹ mình nghe lòng đau như cắt, bà tìm đến mình, gọi điện trút ra mọi sự bực dọc và tủi thân. Khổ thân ông bố mày, nuôi con hết hơi mà giờ nguy hiểm đến tính mạng, đứa nào cũng trốn cũng chạy. Mày không về chăm sóc bố à? Dăm ba cái sự nghiệp của mày quý giá bằng bố mày sao? Tiếng mẹ gào lên tuyệt vọng, mình lặng thinh không nói được lời nào. Trong lòng mình rối bời và có quá nhiều thứ để nghĩ. Sau hai đêm suy nghĩ, mình quyết định gác lại dự án, bay về nước. Cái Kim nó làm thay hai đứa mày rồi. Mẹ mình mặt lạnh tanh khi mình đến bệnh viện. Cả gia đình ngồi trầm tư bên ngoài chờ kết quả phẫu thuật. Riêng Hiếu tiếp tục mở máy tính ra làm việc, khiến mẹ mình nhìn chỉ biết thở dài. Kết quả thành công mỹ mãn. Bác sĩ dặn cần phải đến kiểm tra định kỳ, nhưng tình hình hiện tại đã không có gì đáng lo ngại. Kim nằm thở máy, đôi mắt nhắm nghiền. Lâu rồi mình mới gặp lại em. Ai không biết, lại tưởng Kim mới là chị. Vì em già đi hẳn, trên mắt em xuất hiện những nếp nhăn, hai bên má có những vết nám sâu đậm. Cuộc sống của em quá vất vả rồi. Mình đã nghĩ như thế cho đến khi chồng em bước tới nắm tay em, người tỏa ra mùi dầu nhớt, cùng hai đứa bé con ngây thơ. Em được họ tỉ mỉ chăm sóc, đứa con gái bé nhỏ như một bản sao của Kim, trao cho em ánh mắt ấm áp và tình yêu thương vô hạn. Mình tưởng như nhìn thấy Kim hồi bé trao cho bố cũng ánh mắt ấy. Sao em làm thế hả Kim? Con bé thều thào. Bố là bố của em, chuyện nên làm mà chị hai. Sau chuyện đó bố mình thay đổi thái độ với Kim hẳn. Có lẽ ông cảm thấy có lỗi với con thật nhiều. Đứa mà ông không bao giờ coi là con, bị hắc hủi nhất, lại là người không tiếc bất cứ điều gì mà giang tay ra cứu mạng của ông. Hơn hẳn hai đứa con ruột của ông. Nhìn ông nhận trông con cho Kim lúc hai vợ chồng nó làm việc, chứng kiến tình cảm của chồng con Kim dành cho em, mình chảy nước mắt. Nó mới là đứa giàu nhất trong ba đứa. Nhìn cái mắt đánh đá của nó kìa. Ha ha, cái mặt cau có, nhìn có ghét chưa? Trong mắt tôi, người phụ nữ nhiều chuyện và đáng ghét nhất chính là cô hàng xóm bán bún cạnh nhà tôi. Cô ấy nói rất nhiều, cái miệng cô ấy liến thoáng. Nó như thể sợ rằng chỉ cần ngưng trong một phút giây sẽ khiến thế giới này bỏ lỡ điều gì hay ho lắm. Điều cô hay nói nhất chắc chắn là những câu chuyện viễn tưởng về xóm làng và tôi. Chính tay tôi từng nghe cô nói với bà Năm sang ăn bún rằng xóm này ai có người thích, chứ riêng con Lan không đâu. Cái mặt nó ghê gớm thế thì chó nó thèm yêu. Nhìn như đầu gấu, nói thì cứ lì cái mặt ra, nên tự dưng bố mẹ nó lại yên tâm. Chứ như thằng Hùng nhà tôi, gái nó theo hàng đàn, mới lớp 8 mà Valentine Valentine đã có quà rồi. Nghe nó cay, và không hiểu lúc ấy tôi đã nghĩ gì.
Nhưng đột nhiên tôi, một con nhỏ lớp 8, đang nghĩ rằng tôi sẽ biến con trai cô ấy thành con chó thèm yêu tôi, cho cô ấy sáng mắt ra. Thằng Hùng học khác lớp tôi, tôi cũng chả mấy khi chơi với nó, nhưng tôi dần lên kế hoạch tán nó. Sáng hôm sau, tôi vừa bắt chuyện với nó trên đường đi học. Hùng ơi, tôi hỏi tí, lớp ông có giới hạn ôn môn văn chưa? Cô lớp tôi bảo ôn mỗi lão hạc. Thằng Hùng nhìn tôi bằng cái mặt lạnh chẳng kém gì tôi, nhưng để ngạc nhiên, chắc chắn nó sẽ không nghĩ đến cái chuyện mà tôi bắt chuyện với nó. Nó nhanh chóng đọc giới hạn của lớp nó ra. Sau đó thằng Hùng chào tôi và phóng xe đi trước. Vài hôm sau đó, tôi thường kiếm cớ đạp xe theo bắt chuyện với thằng Hùng. Khi thì chương trình văn nghệ, lần nào nó cũng trả lời rất ngắn gọn. Sau một tháng, tôi bắt đầu chán nản theo đuổi thằng mặt lạnh đó không hề dễ chút nào. Chưa kể nó có rất nhiều bạn thích. Thành ra gần đây tôi không ít lần bị mấy em lớp 7 chỉ trỏ và gọi là bà chị bám đuôi anh Hùng. Chán quá, tôi chẳng thèm đi theo hỏi thằng Hùng nữa. Cho đến một hôm tôi bị tuột xích xe, đang chán nản ngồi chỉnh, tay chân nhem nhúc bẩn, thì thằng Hùng đi qua. Nó dừng xe lại sửa xe cho tôi, nhưng vừa đứng dậy thì mất đà. Tôi vội kéo nó, cuối cùng cả hai ngã xuống đầm sen ngay đó. Hai đứa đầy bùn nhìn nhau bật cười. Lần đầu tôi thấy thằng Hùng cười, sau đó chúng tôi thành bạn. Mà tình bạn giữa nam với nữ thì có bao giờ trong sáng. Một năm sau đó chúng tôi thành người yêu. Vì yêu đương, hai đứa tí trượt cấp 3, rồi cùng nhau trượt nguyện vọng đại học luật. Sau đó đứa đi học marketing, đứa thì đi học điện. Chuyện chúng tôi yêu nhau được giấu rất kỹ. Cô hàng xóm vui tính kế bên thì vẫn đinh ninh đi đồn là tôi không yêu ai vì giang hồ và ghê gớm. Đến một thằng đón đưa cũng không có. 20 tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cho đến khi tôi có bầu, đợt đó tôi vừa bảo vệ khóa luận xong, còn Hùng thì vẫn đang miệt mài với đồ án. Sau đó Hùng về nói với mẹ rằng tôi đã có bầu. Tiếng hú hét từ nhà cô vọng cả sang nhà tôi. Con Lan á, có bầu á? Sao mày biết? Chửa hoang à? Ôi rồi ôi, thằng thất đức nào. Mà con ấy dại thế, mà sao mày biết? Không cần nghe rõ, tôi cũng biết Hùng sẽ nói là đó là con của cậu ấy. Tiếng bát loảng xoảng rơi, tôi bất giác bật cười nghĩ, ngạc nhiên lắm phải không cô? Con giang hồ của xóm vậy mà sắp thành con dâu cô rồi. Nỗi bất ức bị nói chó không thèm yêu, cuối cùng cũng có ngày cháu đã trả xong. Xin phép âm thầm cười vào mặt cô. Bởi vậy mới nói, khẩu nghiệp ít thôi nha các cô hàng xóm, không khéo người các cô chê lại thành con dâu cô luôn đấy. Con đó nó mê tao lắm, tao cứ đi nhậu nhẹt sao, làm gì quá lố á. Lát về dỗ ngọt mấy câu là xong, không có tao giận lại là nó cung cúc như chó cúng ngay à. Tôi im lặng. Anh có lẽ không biết rằng điện thoại chưa tắt, tôi vẫn đang nghe. Hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau. Tôi ngồi trước mâm cơm thịnh soạn toàn món anh thích, đưa mắt nhìn căn trọ nhỏ của hai đứa một vòng. Chiếc rèm cửa kia là màu tôi thích nhất, có rèm trắng và đính những hạt cườm nhỏ. Trên cửa sổ còn có một chiếc chuông gió, chúng tôi cùng vẽ đợt đi bát tràng. Căn phòng này vốn rất nhỏ, lại cũng rất xấu xí, nhưng tự tay tôi đã dính giấy dán tường trang trí lên thật xinh đẹp. Sự xinh đẹp ngụy tạo đó đã khiến tôi quên rằng căn trọ áp mái này rất nóng, cũng rất bất tiện. Thứ tình yêu mà tôi cho là đáng giá đó đã khiến tôi trầy trật đi làm, nuôi người yêu học thạc sĩ và lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, chăm lo cho anh ta từng bữa cơm. Tôi không khóc, có lẽ sự đau đớn phía sau đã lớn đến mức khiến tôi trở nên tê dại. Tôi im lặng, đứng dậy, lấy chiếc vali và xếp đồ của mình vào. Cứ vậy tôi bước khỏi cuộc tình 9 năm của mình. Tôi vừa lĩnh 15 triệu tiền lương, cùng 40 triệu góp nhặt nhiều năm để lo cho đám cưới tương lai. Thường thì mỗi tháng tiền lương của tôi sẽ ngốn cho tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, xăng xe, tiền tiêu cho anh ta. Còn giờ toàn bộ số tiền đó là của riêng tôi. Tôi chặn mọi cách thức anh ta có thể dùng để liên hệ với tôi, nhắn tin xin xếp ứng 12 ngày phép của cả năm và ra thẳng sân bay mua vé đi Đà Nẵng. Lâu lắm rồi tôi mới dám mua đồ mới, đi chơi và thoải mái tiêu tiền do chính mình làm ra. Khi về, tôi thuê một phòng trọ lớn có nhà vệ sinh khép kín và điều hòa. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo của nó. Dù tôi vẫn thường khóc nhiều ngày sau đó, khoảng một tháng sau, anh ta tới công ty đợi tôi tan làm. Anh ta bày ra gương mặt thất thiểu nói, sau một tháng qua em biến mất, em đã có ý gì?
Tôi nhìn anh ta rồi nói chúng tôi hãy chia tay đi. Anh ta lập tức hét lên, chắc chắn tôi có người mới rồi đúng không? Tôi nhìn anh ta rồi nói, hôm anh ở quán nhậu, tôi đã nghe được hết rồi. Anh đã quên tắt điện thoại. Anh ta nhìn tôi rồi im lặng, sau đó vội nắm tay tôi xin lỗi, nói anh ta say nên sĩ diện nói linh tinh. Tôi hãy tha thứ cho anh ta. Cả tháng qua anh ta sống không bằng chết, không có tôi, anh ta thật sự đã rất khổ sở. Rồi anh ta nói, anh ta được nhận vào một công ty luật thực tập có lương rồi, từ giờ sẽ không để tôi khổ nữa. Tôi nhìn anh ta, cánh tay đưa lên định nắm tay anh ta đến cuối cùng, lại buông xuống. Tôi nói, có những khoảnh khắc thật sự rất đáng sợ anh Quang à. Đó là vào ngày kỷ niệm, người yêu mãi đi nhậu tới muộn, ngồi trong căn trọ nóng bức đến đổ mồ hôi, nhưng không dám tùy tiện mở điều hòa. Cầm trên tay chiếc điện thoại đã cũ đến đáng thương và nghe được những lời cay đắng từ người bản thân đã hy sinh tất cả. Anh đã giết chết sự nỗ lực, tình yêu và tất thảy những gì đáng trân trọng nhất trong cuộc tình này rồi. Anh đã bỏ lỡ tôi rồi. Đời này không thể nào có ai từ chúng ta nữa. Nói rồi tôi quay người đi vội vã, sợ rằng nếu còn ở lại sẽ không kìm lòng được mà khóc trước mặt anh ta. Chào anh, 9 năm thanh xuân của tôi.